Năm nay tôi cùng các bạn sẽ đi ra đây để cùng xem một cái công đoạn giao xe của nhà Mazda chúng ta nhé. Thì đây là một chiếc xe Mazda 3 chuẩn bị được bàn giao từ khách hàng. Một chiếc xe Mazda 3 đỏ pha lê cực kỳ đẹp. Đây là phiên bản luxury nhé mọi người nhé. Đấy. Hoa này, cờ hoa này, đại diện của hai nước Việt Nam và Nhật Bản này. Ở một bông hoa tươi thắm để dành tặng khách hàng này. Có cờ này, hoa biển hiệu này. Đấy. Thì đây là chiếc Mazda 3 Luxury của chúng ta chuẩn bị được gả về cho chủ nhân mới. Phải nói là quá là đẹp luôn. Một trong những mẫu xe ông trùm của phân khúc C sedan rồi mọi người ạ. Đó. Thì chiếc xe đang được chờ khách hàng tới để chuẩn bị mang về nhé. Thì sau đây tôi là cũng xin phép là không 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 muốn mở xe của khách hàng, và tôi sẽ chỉ quay em qua một vòng về chiếc xe của khách hàng chuẩn bị nhận thôi. Đó, để bởi vì công đoạn chuẩn bị giao xe là không muốn là chạm vào xe của khách hàng hay là làm bụi bẩn xước khác của khách hàng đó. Dạ vâng. Đấy. Thì để cho chúng tôi cơ hội cùng được bàn giao cũng như là trao tận tay những chiếc xe Mazda tới cho khách hàng thì hãy không ngừng liên hệ với chúng tôi, không ngần ngại đấy, liên hệ với chúng tôi cho tất cả các cái dòng xe Mazda mà quý vị yêu quý, thì chúng tôi sẽ để lại cho thông tin cũng như là gọi cho các bạn nhân viên gọi lại cho khách hàng nhé, để tư vấn cho quý vị nhé. Xin chào tất cả mọi người nhé.